Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ năm nói việc Cộng hòa Séc ngừng cấp thị thực dài hạn cho lao động Việt Nam là một vấn đề mang tính kỹ thuật và sẵn sàng hợp tác với nước này để giải quyết các vướng mắc. Đại sứ quán Séc tại Hà Nội vào ngày 20 tháng 7 loan báo tạm ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam bắt đầu từ ngày 18 tháng 7. Thông báo này được công bố chỉ một ngày sau khi một công dân Czech gốc Việt thú nhận trước một tòa án ở Đức rằng ông ta đã giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu lãnh đạo dầu khí bị Việt Nam truy nã. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 2 tháng 8 khẳng định quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Czech và nói rằng việc quốc gia Trung Âu này dừng cấp thị thực là vấn đề mang tính kỹ thuật. Chúng tôi hiểu rằng đây là vấn đề mang tính kỹ thuật và sẵn sàng phối hợp với phía Trách giải quyết những vướng mắc trong việc cấp thị thực dài hạn với mục đích lao động hoặc kinh doanh cho người Việt. phán ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, theo một bản ghi của họp báo ngày thứ Năm đăng trên website của Bộ. Trong thông báo của Đại sứ quán Czech, Bộ trưởng Nội vụ Czech Jan Hamacek cho biết lý do cho biện pháp này là vì hiện nay cơ quan ngoại giao đang quá tải về số lượng đơn xin cấp thẻ lao động và thị thực dài hạn theo mục đích kinh doanh. Một lý do khác mà ông Hamachek đưa ra nữa là vì hội đồng an ninh quốc gia Cộng hòa Czech đã đề cập tới những lo ngại về các nguy cơ khác. Theo thông cáo, thông cáo không nêu rõ các nguy cơ khác là gì. Đài phát thanh Praha của Czech dẫn lời ông Hamachek vào tháng trước nói rằng Việt Nam đã trở thành một mối nguy an ninh trong lĩnh vực xuất khẩu tội phạm có tổ chức.